em trả lời anh rồi đưa đi thắp giường sầu nên cho thôi tóc em bay theo con bướm trắng đường quanh người con số người vô Yeah.
chị ơi mình trúng thiệt không ạ? À? Bốn con là mình trúng, lên sân khấu nhận thưởng giùm cho em nha. Rồi bây giờ mình cho phát tài thật lớn nha. Dạ. Vì khán giả may mắn đầu tiên cho vòng loại đầu tiên của lần đầu tiên xuất hiện của đầu tôi sẽ đọc tạm thời luôn. Dạ, cho em check lại lần nữa nha. Dạ, 16. 16, có 1. 20. Có 2. 38. Có 3. 58. 58, hợp lệ đúng không? Dạ, hợp lệ quý vị. Dạ, mời cái chị ra giữa tiếp chuyện nha. Dạ. Dạ, chị thích màu gì chị? Chị thích con nào? Thôi thôi, chị tới qua chị lựa đi. Dạ, Pikachu. Thích màu vàng, dạ. Ở đây em còn mấy cô đào màu vàng chị nhận luôn không? Rồi, cảm ơn chị và chúc mừng chào rất là lớn cho mấy nhà may mắn đầu tiên ạ. Chị xin rồi, em mời chị về chọn nha. Và cái bây giờ trong loại tiếp theo sẽ được đảo bước cùng chùa bà con của bác Minh. Chúc mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn tân thời. Và lớp nền trong loại tiếp theo. Dạ, xin mời sự trở lại của người đẹp Cẩm Nhung với một tiết mục văn nghệ đến thay đổi không khí nha. Rồi, hy vọng là quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành và với sự hỗ trợ của cô đoàn Power. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, bài hát được mang tên Trăng Về Thôn Giả với sự trình bày của nghệ sĩ Lô Tô Cẩm Nhung. Ba mươi chín, 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 ba mươ
bay gì ra, bay gì ra, bay gì ra. Có 3, 46, 46, có 2, 46, 46, có 3, 57, 57 hợp lệ. Rồi xin chúc mừng anh trai. Còn lại này chúng ta sẽ nhận được hai con gấu bông. Xin mời anh tiến tới bên này mình lựa chọn. Mình chọn đi. Thích cái nào? Chào kính thưa tất cả quý vị, vòng loại mới. Mỗi tặng bé trên tay vẫn được gửi tặng cho tất cả.
thì vui rất là lớn cho anh trai nha. Anh nhỏ như có 8 vé chứ nhiêu. Thôi, dạ, rồi em cho em xin được vé của anh nha. Trong loại vừa rồi 49 đoạt giải 33. 33 có 1. 49. 49 vừa kêu có 2. 54. 54 có 3. 16. 16 hợp lệ. Dạ, 4 con. Chúc mừng em, muốn em có thể tự có thể biết sao đó trước lại. Nếu không, xin mời anh trai lựa hoài em ở đây. Dạ, 3 phần. Dạ. Rồi. Ai thích phần nào lấy phần đó. Nếu bạn không lấy quà có thể lấy chị Quyền cũng được. Dạ. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Thank you. Và thưa quý vị, vậy là chúng ta đã có 3 vòng loại thể nghiệm. Thời gian cho mọi người có một cái thời gian trải nghiệm cùng với thầy cô sơn của thầy bạn thân thời. Hy vọng là quý vị sẽ gặp nhiều may mắn hơn và có một buổi chiều thật là vui ạ. Thank you so much.